Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình review sản phẩm công nghệ của sửa chữa laptop 24 giờ, dịch vụ laptop MacBook uy tín của người Việt. Mình là Công Minh, chuyên viên kỹ thuật của sửa chữa laptop 24 giờ. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều bạn gửi câu hỏi muốn mua hoặc là muốn tham khảo về dòng máy chạm tại sửa chữa laptop 24giờ.com. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một dòng máy chạm đang rất là quan tâm, đó chính là Dell M6800. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ tiến hành review chiếc máy này ngay bây giờ. Trước tiên là về thiết kế của Dell M6800. Bộ khung của Dell M6800 được làm hoàn toàn từ kim loại, kết hợp với lớp vỏ màu xám đồng thau với các đường nối, tạo cho máy một vẻ ngoài cực kỳ cứng cáp và mạnh mẽ mà vẫn tinh tế sang trọng. Kích thước của Dell M6800 thực sự đây là một cỗ máy mang đậm chất nồi đồng cối đá. Máy kích thước khá là lớn, trọng lượng lên tới 3,6kg. Nếu tính theo cả sạc có thể lên tới gần 5kg, rất là khó khăn trong quá trình di chuyển. Đây là một điểm trừ nhỏ của dòng máy laptop chạm và máy Dell M6800 cũng không phải là ngoại lệ. Tiếp theo là về cổng kết nối. Mình đã chỉ ra chi tiết từng cổng kết nối của chiếc Dell M6800 để mọi người cùng thấy. Đầu tiên là phía cạnh trái của máy chúng ta sẽ có hai ổ USB, cổng phone, cổng tai nghe. Đây là cổng lọc thẻ và đây là cổng lọc thẻ to. Tiếp theo là về mặt sau của máy, đây các bạn có thể thấy cũng có khá là nhiều cổng kết nối. Đây là ổ eSATA, đây là cổng nguồn, có HDMI, ổ cắm mạng LAN, ổ VGA. Đây các bạn có thể có hai ổ luôn là VGA và HDMI phục vụ cho công việc trình chiếu. Ở phía cạnh phải thì chúng ta sẽ có hai ổ USB 3.0, đầu ra DisplayPort. Đây là một khay ổ cứng và đây là ổ thay đổi trạng thái Wi-Fi. Mặt trước của máy thì chỉ có duy nhất là một cái nút để các bạn có thể mở màn hình đây. Đó, rất là tiện lợi. Ở về mặt đáy của máy thì chúng ta sẽ có hai quạt tản nhiệt hai bên kết hợp với các lỗ thông gió. Cùng với đó các bạn thể thấy ở đây là một cái thiết bị khá là đặc biệt, đó là nó được kết hợp thêm một cái đốc mở rộng thêm các thiết bị ngoại vi. Thì cái này là bên nước ngoài người ta hay sử dụng, còn ở Việt Nam thì sử dụng rất là ít hoặc là mình thấy là đa phần là không sử dụng tới. Tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là về màn hình hiển thị của máy. Thì Dell M6800 được trang bị màn hình có độ phân giải 1920x1080 pixel, tức là chuẩn Full HD cùng với công nghệ Ultra Soft, đáp ứng mọi nhu cầu hiển thị mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Màn hình của Dell M6800 có khả năng hiển thị màu sắc rất tốt, mang lại những trải nghiệm cực kỳ sắc nét và trung thực. Dell M6800 được trang bị bộ vi xử lý chip Intel Core i7-4800MQ có tốc độ 2.7GHz và có thể turbo lên đến 3.7GHz, kết hợp với bộ nhớ RAM 8GB, nâng cấp tối đa có thể lên tới 32GB, giúp máy có hiệu suất hoạt động rất cao. Ngoài ra máy có được trang bị card đồ họa Quadro K3100 GPU NVIDIA, chip đồ họa mạnh mẽ dựa trên nền tảng GTX 680, giúp máy có thể xử lý các tác vụ đồ họa nặng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tiếp theo là về bàn phím và top pad của máy. Bàn phím của Dell M6800 được thiết kế theo kiểu truyền thống với bàn phím số riêng biệt, giúp các công việc nhập dữ liệu hoặc xử lý văn bản được thực hiện một cách tốt nhất có thể. Top pad của máy thì tương đối nhỏ so với kích thước của máy, tuy nhiên độ nhạy và chính xác rất cao. Top pad còn được trang bị thêm 6 phím cứng, nhiều hơn đa số các laptop thông thường. Dell M6800 hiện nay vẫn đang nằm trong top những chiếc laptop tốt nhất cho đồ họa. Tuy nhiên trọng lượng, kích thước cũng như là giá thành của máy lại khiến người sử dụng phải cân nhắc. Nếu như bạn cần một chiếc laptop có cấu hình khủng, phục vụ được những công việc nặng, thì thực sự chiếc máy Dell M6800 này là một sự lựa chọn tương đối hoàn hảo. Hiện nay tại sửa chữa laptop 24giờ, khi các bạn mua máy Dell M6800 thì sẽ được tặng ngay một SSD 120GB, một ba lô cùng một chuột không dây và rất nhiều phần quà giá trị khác. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm, hãy kích dưới đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Mình là Công Minh, xin chào và hẹn gặp lại.